Theo cơ quan giám sát nhân quyền Syria, 13 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích bởi máy bay của liên quân trong 24 giờ qua tại khu vực thành phố Raqqa. Liên quân do Mỹ đứng đầu chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên. Hiện các lực lượng tại Syria do Mỹ ủng hộ đã tiến sâu vào thành phố Raqqa và chiếm được một số huyện tại thành phố này. Các lực lượng dân chủ Syria, một nhóm vũ trang người Quốc và người Ả Rập được liên quân do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn, bắt đầu tấn công vào Raqqa từ hôm 6 tháng 6 vừa qua, sau nhiều tháng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế vào thành phố này. Theo ước tính, có khoảng 3.000 đến 4.000 tay súng thánh chiến đang cố thủ tại Raqqa, nơi các thủ lĩnh IS đóng đô và sử dụng nơi đây để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố trên toàn thế giới. Cũng liên quan tới tình hình thực địa tại Syria, quân đội Syria cùng ngày tuyên bố đã cùng các lực lượng đồng minh tiến sát biên giới Iraq lần đầu tiên kể từ năm 2015. Quân đội Syria khẳng định đã triệt phá các tiền đồn của IS, siết chặt vòng vây và cắt đứt các tuyến hậu cần của tổ chức này. Quân đội Syria tuyên bố thiết lập kiểm soát phần lớn vị trí chiến lược ở khu vực sa mạc miền đông đất nước, coi đây là bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS. Quân đội Syria đồng thời cảnh báo liên quân do Mỹ dẫn đầu không can thiệp vào các chiến dịch chống khủng bố mà lực lượng chính phủ Syria đang tiến hành.